Mọi người, hôm nay mình đang lên trường mọi người ạ. Nói chung là hôm nay trời khá là lạnh, hoa đào rụng hết rồi. Hôm nay thì mình đang đi lên trường ấy mọi người. Và cái clip này thì mình đã quay khá là lâu rồi. Mình quay cách đây cũng phải tầm từ tháng 4 năm nay, là cái lúc mà mình mới sang Hàn á. Là mình quay cái vlog này bởi vì lúc đấy là mình mới sang trường luôn, và để quay lại cái việc học thạc sĩ của mình ở Hàn Quốc. Và hôm nay thì mình cũng có nhận được một cái bình luận của một bạn nhờ mình chia sẻ về ngành học quản trị kinh doanh tại Hàn Quốc, bởi vì bạn đấy cũng đang có cái ý định mà sang Hàn Quốc du học. Đối với mình, cái ngành quản trị kinh doanh, và tiếng Anh người ta còn gọi là Business Administration, ngành học này mình thấy là khá phổ biến ở Hàn Quốc, và đa phần các bạn trẻ của Hàn Quốc sẽ chọn cái ngành học này. Trước đây thì mình không nghĩ là có bạn hỏi mình về cái chuyên ngành này, bởi vì mình thấy là đa phần các bạn trẻ, các bạn sẽ quan tâm đến cái chuyên ngành là làm đẹp, hoặc là thiết kế thời trang, hay là ngành ngôn ngữ Hàn nhiều hơn. Hay hơn nữa, đấy là chính là ngành quản trị, nhưng mà là quản trị du lịch và khách sạn. Nói đến Hàn Quốc thì các bạn sẽ quan tâm đến những cái chuyên ngành đấy nhiều hơn là cái chuyên ngành quản trị kinh doanh giống như mình đang học. Nhưng mà bởi vì mình cảm thấy là cái chuyên ngành này có 3 cái yếu tố mà để mình chọn và để mình học, mà hiện tại thì mình đang học cao hơn, là học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh này, gọi là MBA đó mọi người. Thứ nhất, tại sao mình lại chọn học cái chuyên ngành này? Bởi vì cái học phí của nó rất là rẻ, rẻ hơn nhiều so với những cái chuyên ngành khác. Các bạn nghĩ nhé, ví dụ như các bạn học những cái chuyên ngành như là làm đẹp, kỹ thuật thì các bạn phải đóng thêm một cái khoản tiền khác ngoài cái tiền học phí mà các bạn phải trả cho chuyên ngành đấy. Đó là những cái phụ phí, như là các bạn học về chuyên ngành làm đẹp đi, thì các bạn phải mua những cái đồ dùng như là đồ make up, làm tóc, các thứ. Rồi là nếu như các bạn học về cái chuyên ngành kỹ thuật thì các bạn phải có máy tính. Nhưng mà nhiều bạn, chắc gì các bạn đã có máy tính. Theo mình nghĩ không hẳn bạn nào sang Hàn du học cũng có một cái điều kiện tốt. Trước đây mình sang Hàn du học mình cũng chả có một cái gì cả. Mình cũng đi lên từ bàn tay trắng, bố mẹ mình cũng chỉ cho mình 50 triệu. Mình sang đây mình chi trả trong vòng 6 tháng. Từ lúc đấy trở đi, mình chưa hề xin mượn tiền bố mẹ một đồng nào hết. Cho đến năm nay, vì corona nên là cái tiền học phí của mình mới mượn bố mẹ mình tầm khoảng mấy chục triệu đấy, để mình đóng trước cái tiền học. Mà 50 triệu tiền Việt Nam chứ không phải 50 triệu won đâu mọi người nhá. Mà trong khi đó, hơn mười mấy triệu, tầm khoảng 15 triệu thì mình đã phải đóng cái tiền ký túc xá mọi người. Thì nó cũng đã vơi đi một phần nào rồi. Rồi là mình còn ăn uống các thứ nữa. Trong vòng 6 tháng các bạn có thể sống được không? Nhưng mà mình vẫn sống được, để hiện tại mình đã có cái cuộc sống như ngày hôm nay. Bắt được một thanh niên. Không hiểu sao đi thì gặp thằng này nữa. Chị ngồi ở chỗ kia một lúc cơ, ăn sáng, để sao chị phải qua đây? Chị đang đi lơ ngơ ngác ngác. Tao lại đi, chị lên cái tòa trên kia. Hiện tại thì mình đang đi làm thẻ học sinh ấy, nhưng mà có liên kết với ngân hàng luôn ấy mọi người. Thế nên là bây giờ mình vừa vào trong cái chỗ làm thẻ học sinh thì mọi người bảo là nếu mà muốn làm cùng với cái thẻ ngân hàng thì bây giờ phải đi hỏi ngân hàng trước. Ok, thì họ sẽ đưa cho mình một cái thẻ và mình sẽ cầm cái thẻ đấy để lên trên trường. Họ sẽ làm cho mình thêm cái số học sinh và thêm cái hình ảnh nữa. Mình làm được thẻ học sinh rồi, chê cảm ơn bạn. Mình làm được cái thẻ học sinh rồi mọi người ạ. Mình đang ngồi ở khuôn viên trường mọi người ạ. Ở chỗ kia các bạn đang có quay phim ấy. Hình như là chắc là cái khoa quay phim các bạn đang quay để tốt nghiệp hay sao ấy. Nói chung là lạnh quá, mình mặc váy mà mình vẫn phải ngồi như thế này đây. Mình phải ngồi chờ hỏi như thế này đây bởi vì lạnh quá ấy, mọi người ơi. Các bạn Hàn Quốc mặc áo sơ mi rồi là váy bình thường, nhưng mà tại sao mình mặc thì mình lại thấy lạnh như thế này nhá? Mình không thấy, mình mặc một cái váy rất là dài, một cái quần ở bên trong và một cái áo len như thế này mà mình vẫn thấy lạnh. Các bạn Hàn Quốc đúng thật là chịu lạnh rất là giỏi luôn. Hôm nay là mình dậy sớm, mình đi sớm bởi vì là mình đến Hàn Quốc vào ngày hôm thứ hai, mà hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Ở Hàn Quốc người ta quy định là sau khi đến Hàn Quốc các bạn xuống sân bay, trước khi về nhà thì các bạn phải đi test Covid PCR ở trên phường ấy. Nhưng mà mình hôm đấy mình về mình mệt quá, với lại là từ chỗ nhà mình lên trên phường nó hơi xa, đi phải 30 phút cơ. Hôm đấy mình chưa kịp đi, với lại mấy ngày thì mình kiểu ở nhà rồi là cũng không có cơ hội để đi ra ngoài á. Hôm nay mình mới bắt đầu đi. Hôm nay thì tiện thể lên trường, trường tổ chức đón các bạn sinh viên mới và có chụp ảnh lưu niệm, rồi là trường sẽ dẫn các bạn đi tham quan một số nơi ở trên trường á. Mình đang đứng ngồi đợi bạn của mình đến, để chị ấy đến 3 giờ cơ. 3 giờ mình mới bắt đầu cái buổi lễ mà trường sẽ tổ chức đón các bạn sinh viên mới, gọi là người ta hay gọi là cái lễ khai giảng á. Mình thì mình đến trường lúc 12 giờ cơ, 1 giờ hay 12 giờ đấy.
Nói chung là mình thấy là không phải ai xuất phát điểm cũng đã có một cái cuộc sống nó hoàn toàn như mơ và nó hoàn toàn đầy đủ. Thế nên là cái việc mà chọn trường và chọn ngành học cũng khá là quan trọng khi mà đi du học Hàn Quốc đó mọi người. Và cái thứ hai là tại sao mình lại chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh, bởi vì nó dễ ra trường và nó cũng dễ vào trường. Cái ngành quản trị kinh doanh này có một số cái trường học theo như mình biết là không cần TOEIC. TOEIC là cái bằng năng lực tiếng Hàn đó mọi người. Nói chung là vài năm sau các bạn tốt nghiệp, các bạn thi đỗ cái bằng để các bạn nộp cho trường là các bạn có thể ra trường được rồi. Và cũng có nhiều trường ngược lại, các bạn vào trường các bạn phải nộp, nhưng mà khi ra trường các bạn không cần phải nộp. Thì nó cũng khá là dễ dàng cho các bạn học cái chuyên ngành này. Và cái thứ ba, đây là theo cái quan điểm của mình thôi nhé, là nó dễ xin việc và dễ đổi visa hơn. Bởi vì cái chuyên ngành quản trị kinh doanh ấy, sau này các bạn đi xin việc các bạn sẽ thấy là ở Hàn Quốc đa phần là người ta sẽ chọn những cái chuyên ngành là marketing, rồi là dịch thuật, rồi là phiên dịch các thứ. Thì các bạn cũng đã được học trong lúc mà các bạn học cái chuyên ngành này rồi. Nói chung là nó khá là đầy đủ để sau này các bạn có thể tự tin các bạn ra trường, các bạn đi xin việc ở Hàn Quốc. Chính vì thế nên khi mà nói đến chọn ngành học ở trường đại học Hàn Quốc thì mình nghĩ các bạn có thể xin ý kiến của những cái anh chị mà đã đi trước. Mình nghĩ là cái ngành này thì nó phổ biến, một cái chuyên ngành mà nó phổ biến thì các thầy cô cũng sẽ nhiều, và các thầy cô cũng sẽ được tiếp xúc với nhiều các bạn du học sinh, thì cái phương pháp giảng dạy và cái phương pháp học tập của các bạn nó dễ hơn. Thêm nữa là khi mà cái chuyên ngành mà được phổ biến, có nhiều bạn du học sinh học thì các bạn cũng sẽ dễ dàng tìm hiểu, trò chuyện và trao đổi cái việc học nó dễ hơn, và cũng sẽ giúp ích cho các bạn dễ ra trường hơn. Đã trải qua và đã thấu hiểu được những cái kinh nghiệm của các bạn, thì anh chị đã muốn thành lập một cái kênh thông tin với mục đích là giúp các bạn tiếp cận thông tin một cách chính xác, cụ thể và hiệu quả, để làm sao các bạn có thể thực hiện được ước mơ đi du học của mình một cách là an toàn nhất và tiết kiệm chi phí nhất có thể. Thì hôm nay đến với chương trình thì anh chị có một món quà nhỏ dành tặng cho các bạn, đó là cuốn cẩm nang tu sinh viên. Thì trong này anh chị đã tổng hợp hết những cái gọi là những cái thông tin quan trọng, những cái thông tin cần thiết để các bạn có thể sử dụng một cách hữu ích nhất, rồi đến quy trình làm được bao như thế nào đối với những bạn mà có nguyện vọng làm ban, rồi quy trình đi làm thêm. Quán thịt nướng á? Ôi giời ơi, đúng thần tài đến. Quán không có một bóng người. Tầm này thì gì có thứ ấy. Chết rồi, thần tài đến thật ý. Thần tài đến mọi người ạ. Này, một rồi sao luôn ý. Đấy là theo quan điểm ngắn ngắn của mình ngày hôm nay để mình chia sẻ với các bạn về cái chuyên ngành học quản trị kinh doanh. Và nếu các bạn muốn mình nói rõ hơn và nói cụ thể hơn về cả những cái chuyên ngành hoặc là về cái chuyên ngành của mình đang học ấy, thì mình sẽ nói thêm vào những cái vlog sau.